Hello Lan, xin chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị là món ghẹ xào cà ri. Đáng lẽ là cua biển xào cà ri, nhưng không có cua biển thì Lan xào ghẹ xào cà ri. Mời bà con vào bếp với Lan nha. Tối nay Lan chuẩn bị món ghẹ xào cà ri nha bà con. Thì ở đây Lan có mua ba con ghẹ. Hình như ba ghẹ đực mà nó cũng có gạch, mà gạch không có nhiều. Đó, thì ở đây Lan chuẩn bị củ hành, rau cần, tàu, hành lá, lá cà ri đặc với cà ri bột, tỏi. Đang dùng hai loại cà ri này nha. Cái này thì một muỗng cà phê đầy, còn cái này thì đang dùng một muỗng ăn canh. Đó, tùy theo mình làm mà cái số lượng ghẹ nhiều á, ít nha bà con, cua cũng được nha. Cái món này đáng lẽ xào cua thì ngon hơn, nhưng không có cua thì Lan xào ghẹ nha. Mời bà con vào bếp với Lan nha, mời cả nhà. Rồi Lan bắt cái chảo lên nha, giờ em để dầu ăn vô. Em để tỏi vô. Ủa Lan xào lên cho nó thơm nha. Đây, cái này nó vàng rồi, lá cà ri vô. Tuốt nó đi, tuốt nó ra. Để cà ri vô. Rồi đẩy chút xíu nước vô nha, cho cái cà ri nó tan đi. Làm cái tám cái này ra cho nó nhuyễn nha. Thêm một chút xíu nước nữa đi nha. Ít thôi đừng nhiều. Sần sệt gì được rồi nha bà con. Rồi để vô một miếng đường, một chút xíu bột ngọt. Nếu chị em nào không ăn bột ngọt thì khỏi để nha. Không có để muối, không để nước mắm gì hết nha, tại cái cua biển ghẹ rồi nó mặn nha bà con, rồi sẵn nó mặn nên Lan không có để nha. Bây giờ Lan để củ hành vô. Bắt đầu Lan đổ ghẹ vô. Thiếu nước nha, anh đẩy chút xíu thôi, đừng có đẩy nhiều quá. Một chút thôi nha bà con. Rồi bây giờ Lan đậy nắp lại nha. Rồi mấy cái mưa này vô nha. Rồi đậy nắp lại. Đậy nắp lại. 5-7 phút là nó chín rồi bà con ơi. Rồi nãy giờ được rồi, 10 phút rồi nha. Trong này nó ra nước một con nữa. Bây giờ Lan để vô một cái trứng gà nha. Đặt cái trứng bỏ vô. Mình làm giống như gạch giả vậy đó bà con. Làm giống như là gạch giả vậy nha. Khói nghi ngút quá rồi. Rau cần tàu với hành lá. Đáng lẽ để ớt vô mà, để ớt nha cháu mà cũng không được nha. Rồi xong rồi nha, đang tắt lửa nha. Muốn để ớt thì mình ớt để trên mặt thôi, chứ không có để vô xào nữa bà con. Để xào nó mấy đứa thích nó cay nó ăn được. Ăn với cơm bát cháy bị chết luôn. Hello cả nhà, Lan đã làm xong món ghẹ xào cà ri. Mời cả nhà ăn cơm tối với gia đình Lan nha. Wow, nhìn hấp dẫn mà còn cái này mà cua biển xào cũng ngon lắm nha. Đáng lẽ hồi xưa hồi nhỏ là bà nội làm cho Lan đồ ăn là món cua biển xào cà ri. Mà bây giờ không có cua mình ăn đỡ ghẹ đi nha bà con. Bên nội Lan là ở Bạc Liêu. Beautiful, thơm. Về cái này đó bụng. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn ghẹ xào cà ri á. Wow, ghẹ này ở Lức Yên Trình mới có, nước sâu. Cỡ 300 cây số bắt ghẹ này nhiều lắm. Ghẹ ngon lắm.
Mùa này ghẹ ngon lắm nha bà con, thịt chắc lậu nha. Lan mua cái này là 3 bữa rồi nè, bữa thứ 6 tới nay mới xào nè. Mà còn ngon vậy đó. Anh Liêm nói thịt giống như cua vậy đó bà con. Ngọt ngấy ha. Good. Ngon không cô gà, lúc bà nội em mà làm nè. Đây. Đó, Lan đã làm xong cái món rẹ xào cà ri. Cái này cua biển xào cà ri ngon lắm nha bà con. Nếu ai thích béo thì có thể để vô chút nước dừa nha, nước cốt dừa, nhưng Lan không có để nha. Đó, nếu mà để nước cốt dừa vô thì mình làm sền sệt, mình ăn chung với bánh mì hoặc là bánh bao, mà cái loại bánh bao mà mình chiên đó bà con, ngon lắm. Mà này Lan ăn với cơm. Rồi thôi, mời cả nhà ăn cơm với gia đình Lan nha. Lan xin chào cả nhà. Tới đây Lan xin kết thúc phim, Lan không có quay phim Lan nha. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Bà con nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm. Lan cảm ơn rất nhiều. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, hẹn lại clip sau. Bye bye.